Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 22 tháng 3, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Hoa Lợi Đài Loan, doanh nghiệp FDI đã có 10 năm xây dựng phát triển và đầu tư khoảng 850 triệu đô la Mỹ vào địa bàn tỉnh. Dự buổi tiếp có lãnh đạo các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, ông Trương Thông Uyên, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi đã bày tỏ vui mừng sau khi trở lại thăm làm việc tại Thanh Hóa và được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đón tiếp thân tình, hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi chân thành cảm ơn các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện cho tập đoàn triển khai đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua. Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi cho biết, sau khi đi khảo sát ở một số địa điểm tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn có mong muốn đầu tư thêm 7 nhà máy, trong đó có 3 nhà máy lớn và 4 nhà máy vệ tinh tại các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc và Thường Xuân. Đồng thời mong muốn tiếp tục khảo sát thêm một số địa điểm tại các huyện miền núi khác của tỉnh để đầu tư xây dựng nhà máy, thu hút lao động, giải quyết việc làm cho người dân khu vực nông thôn miền núi. Về thủ tục liên quan đến dự án cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định giai đoạn 2, tập đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh để sớm được thuê đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất theo quy định, đơn giá thuê đất và hỗ trợ đáp ứng nguồn điện phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của tập đoàn trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng được đón tiếp làm việc với ông Trương Thông Uyên, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi và các cộng sự. Đồng chí vui mừng thông tin, trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Hoa Lợi là một trong 5 tập đoàn có số vốn đầu tư lớn vào Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 850 triệu đô la Mỹ với 16 nhà máy, trong đó có 11 nhà máy đã đầu tư hoàn chỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 115.000 lao động tham gia vào giá trị xuất khẩu 50 triệu đô la Mỹ. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn coi sự phát triển của Tập đoàn Hoa Lợi nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung cũng chính là sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 là 11% trở lên, giá trị xuất khẩu đến năm 2025 đạt 8 tỷ đô la Mỹ trở lên, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thanh Hóa là một cực tăng trưởng mới để cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển phía Bắc của Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định để thực hiện được mục tiêu đó, ngoài sự nỗ lực của tỉnh, Thanh Hóa cũng rất cần các nhà đầu tư nước ngoài như Tập đoàn Hoa Lợi. Hoan nghênh tập đoàn chọn Thanh Hóa để đầu tư thực hiện những dự án chuyển tiếp và làm thêm 7 nhà máy mới ở Thanh Hóa với tổng mức đầu tư dự kiến 350 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho người dân khu vực nông thôn, trung du miền núi của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự đồng tình với việc lựa chọn địa điểm đầu tư tại các huyện miền núi của tập đoàn, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư tại các huyện miền núi khác như Quan Sơn, Quan Hóa, Thạch Thành. Về những đề xuất kiến nghị của tập đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những đề xuất hợp lý xác đáng của tập đoàn sẽ được tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu xem xét tạo điều kiện tối đa trong khuôn khổ quy định của pháp luật Việt Nam. Hôm qua 22 tháng 3, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn Thanh Hóa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 về triển khai nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đến hết năm 2021, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 0102 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 14.378 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hội viên tham gia vay vốn Agribank qua tổ theo thỏa thuận liên ngành 0102 được bình xét vay vốn tại tổ, giải ngân thu nợ tại điểm giao dịch xã đã góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giúp các hội viên nông dân, phụ nữ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2022, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102, phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đề nghị các chi nhánh ngân hàng Agribank, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh chủ động bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để phối hợp triển khai cho vay sát đúng thực tế.
tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm được các chính sách tín dụng mới về phát triển nông nghiệp nông thôn, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo chương trình, các tổ vay vốn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thỏa thuận liên ngành 0102, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn hiệu quả. Tại thành phố Thanh Hóa, hôm qua 22 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản. Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của đại biểu 28 tỉnh, thành phố ven biển. Theo nhận định của Tổng cục Thủy sản, năm 2022 có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động khai thác, chế biến thủy sản như an ninh thế giới diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn đặt mục tiêu tăng giá trị khai thác và chế biến thủy sản. Theo đó, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,7 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,78 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 4,95 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản chiếm từ 37 đến 39%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm duy trì ổn định tổng sản lượng thủy sản, định hướng điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác, để tăng giá trị sản xuất đối với sản phẩm thủy sản, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các vấn đề về công tác đánh giá nguồn lợi, dự báo ngư trường khai thác hải sản, ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, phát triển chuỗi cung ứng khai thác thủy sản, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hải sản. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để đảm bảo các mục tiêu đề ra, các đơn vị có liên quan của Bộ cùng các địa phương ven biển cần triển khai thực hiện luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn luật, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, tập trung tháo gỡ thẻ vàng IUU, điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường khai thác, quản lý tàu cá, hoạt động khai thác thủy sản trên biển và cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, đồng thời ra soát lại cơ cấu đội tàu, cơ cấu nghề khai thác, tập trung nâng cao trang thiết bị, đặc biệt là khâu bảo quản sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, quan tâm hơn tới việc đào tạo nghề cho ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác IUU. Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa DDCI là giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ cấp cơ sở. DDCI Thanh Hóa thu thập và nghiên cứu những cảm nhận trung thực, những đánh giá khách quan của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế, chất lượng hỗ trợ và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan để đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp. Tham gia khảo sát DDCI là thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. VCCI Thanh Hóa là cơ quan được giao triển khai đề án, cam kết bảo mật danh tính và thông tin trả lời khảo sát của các doanh nghiệp, nghiên cứu nghiêm túc để phản ánh trung thực ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan liên quan. Đề nghị các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát theo đường link đã đăng tải trên trang web của chi nhánh VCCI Thanh Hóa, vcci.thanhoa.vn hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa https://dichvucong.thanhoa.gov.vn. Để chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan đến kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp về tiếp cận nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Theo đánh giá tổng hợp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế, sau đại dịch, dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt. Cùng với đó, các doanh nghiệp lại tiếp tục phải đối mặt với chi phí nguyên nhân vật liệu tăng cao. Trong khi đó, việc tiếp cận nguồn vốn với đa phần các ngân hàng đều khó khăn do những tiêu chí khắt khe về kết quả kinh doanh, tài sản đảm bảo hay phương án triển khai sau vay vốn phải được đánh giá là khả thi. Các doanh nghiệp đề nghị các ngân hàng cần tiếp tục cải cách, rút gọn thủ tục vay vốn, tăng thời gian đáo hạn ngân hàng từ 3 năm trở lên đối với cho vay hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đánh giá đúng mức tài sản đảm bảo và thực hiện tái thẩm định tài sản đảm bảo 3 năm một lần.
thực hiện xếp loại doanh nghiệp để có chính sách ưu tiên phù hợp, đồng thời tăng hạn mức cho vay đối với mua nguyên phụ liệu, trả lương và đào tạo lao động. Trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, các ngân hàng và các doanh nghiệp đã trao đổi tìm tiếng nói chung, làm sao để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời xây dựng niềm tin, chia sẻ lợi ích, tạo nên sự hài hòa cho phát triển của từng đơn vị và cho toàn tỉnh. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa doanh nghiệp và ngân hàng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức với mong muốn khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện hóa nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hôm qua 22 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác kiểm sát năm 2022. Tham gia hội thi có 65 thí sinh là kiểm sát viên, công chức, người lao động thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Mỗi thí sinh thực hành trên máy vi tính trong thời gian 60 phút về kiến thức và kỹ năng sử dụng Microsoft Word, Excel, PowerPoint trong hoạt động công tác kiểm sát. Hội thi là dịp để các kiểm sát viên, công chức, người lao động thể hiện trí tuệ, khẳng định trình độ và năng lực của bản thân, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, đổi mới hình thức, phương pháp làm việc, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong toàn ngành kiểm sát và nâng cao bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát Thanh Hóa. Kết quả hội thi cũng là cơ sở giúp ban lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đánh giá thực chất về năng lực, trình độ công nghệ thông tin của mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động, để từ đó có phương án trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ phù hợp hơn trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quan Hóa đối mặt với rất nhiều khó khăn khi bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới chỉ đạt từ 5 đến 6 tiêu chí một xã. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy nội lực của nhân dân để thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bản Bút xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 5 trên 14 tiêu chí. Nhờ phát huy tiềm năng thế mạnh, Bản Bút đã xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Cấp ủy chính quyền địa phương đã vận động người dân tham gia đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia vệ sinh môi trường, dọn sạch đường giao thông nội bản, trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông. Các mô hình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng được nghiên cứu vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phục vụ phát triển du lịch như nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc gia cầm. Đến nay thu nhập bình quân của Bản Bút đã đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%. Xác định đây là một hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế xã hội cho bà con, vừa tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương và bên cạnh đó thì cũng việc phát triển du lịch cộng đồng là gắn với việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa hiện có của địa phương. Với xuất phát điểm thấp, vì vậy ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quan Hóa đã tranh thủ các nguồn vốn của nhà nước, huy động nội lực của nhân dân tham gia góp công góp sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, huyện đã vận dụng linh hoạt lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện đồng bộ các chương trình dự án trên địa bàn để tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, huyện Quan Hóa đã từng bước phát triển được hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng được các mô hình sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Huyện đã có 1 xã và 36 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 107 bản của toàn huyện. Qua cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì đã gặt hái được nhiều cái thành công. Thứ nhất là nó làm cho là cái bộ mặt nông thôn của các bản là có thay đổi rõ rệt. Thứ hai là nó tạo ra cái sự phấn khởi, đồng thuận của bà con nhân dân. Và cái thứ ba là nó cũng góp phần về giảm nghèo đối với là bản và đối với là trên địa bàn xã, và nâng cao cái đời sống kinh tế xã hội của bà con nhân dân. Đến năm 2025, huyện Quan Hóa phấn đấu có 4 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, huyện Quan Hóa đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình OCOP nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương. Nhằm quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, nỗ lực để không xảy ra hoạt động khai thác tài nguyên trái phép.
Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 7 mỏ cát đang hoạt động. Tất cả các mỏ đều nằm gần các tuyến đê, nên hoạt động khai thác, tập kết cát đều có nguy cơ cao, ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và công tác phòng chống thiên tai. Do vậy, tại các điểm lên xuống bãi tập kết cát, huyện Thọ Xuân đều cắm khung khống chế tải trọng, lắp camera giám sát việc hoạt động khai thác, tập kết và bán cát. Tôi khai thác là đúng đủ, không sai lệch cái gì hết. Có nghĩa rằng là nhà nước người ta quy định, ví dụ như là khai thác đúng mỏ này, đấy, và bãi tập kết đúng đủ này, chuyển tải bán hàng là đúng trọng tải này. Đấy. Thứ hai nữa là cái chất lượng của huyện và ủy ban các cấp các ngành địa phương đến kiểm tra liên tục, hàng tháng để kiểm tra. Chúng tôi chấp hành đầy đủ hết, làm theo đúng quy định của nhà nước. Thời điểm hiện tại, huyện Thọ Xuân không có mỏ đất và không có điểm mỏ được cấp phép tận thu đất. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện, có nhiều quả đồi đất nằm sát các trục giao thông lớn. Với nỗ lực không để xảy ra hoạt động khai thác đất trái phép, huyện Thọ Xuân đã yêu cầu các xã thị trấn tổ chức ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên, phân công lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn mọi biểu hiện khai thác tài nguyên trái phép. Ủy ban xã đã thành lập cái tổ công tác về cái hoạt động quản lý khai thác khoáng sản và cái xây dựng trên địa bàn. Thì cái tổ công tác này thì đồng chí phó chủ tịch làm tổ trưởng và công an xã, trưởng công an xã làm tổ phó. Thì từ năm 21 đến nay thì địa bàn Xuân Phú thì không có các cái mỏ khai thác đất tận thu nào, về tình hình trên địa bàn cũng không có các cái vụ việc khai thác đất trái phép. Trên địa bàn Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân đang triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ các dự án tăng cao. Song song với việc tạo mọi điều kiện để các mỏ khoáng sản được cấp phép hoạt động theo quy định, đáp ứng yêu cầu nguồn vật liệu, huyện Thọ Xuân chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, không để xảy ra hoạt động khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên và mất trật tự an ninh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã rất tích cực, chủ động đàm phán, đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với các quốc gia vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia bao gồm Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland, Nhật Bản, Australia, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Ấn Độ, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Maldives, Nhà nước Palestine, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, New Zealand, Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Sri Lanka và Hàn Quốc. Người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận. Đến nay, Việt Nam vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa là nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa lịch sử cách mạng tiêu biểu. Trong những năm qua, Thạch Thành luôn đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này. Hang Con Mong thuộc Bản Mọ, xã Thành Yên đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong những năm qua, xã Thành Yên nói riêng, huyện Thạch Thành nói chung đã nỗ lực bảo tồn, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phối hợp với các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài nước tổ chức khai quật, nghiên cứu về giá trị của di tích. Đồng thời, huyện cũng tiến hành tu bổ, tôn tạo các hạng mục thuộc di tích, xây dựng công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Ngay từ những ngày đầu năm, thì trong cái nghị quyết của Đảng bộ vẫn có cái nội dung quan tâm đến cái hang Con Mong là một trong những cái chỉ tiêu chính, những cái mục nhiệm vụ chính trị chính trong năm. Chúng tôi cũng huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, rồi các đoàn thể, rồi đặc biệt là thanh niên, rồi các em học sinh. Hàng tháng thì cũng là dành một cái ngày thứ bảy xanh, ngày một cái ngày để đến để gọi là quét dọn các cái khu vực xung quanh di tích, rồi là khu vực xung quanh hang Con Mong. Ngoài di tích hang Con Mong, Thạch Thành còn có di tích Chiến khu Ngọc Trạo nổi tiếng. Tại đây, nhà truyền thống Chiến khu Ngọc Trạo là một công trình ý nghĩa, được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn của dân tộc Mường. Nhà truyền thống có cấu trúc ba gian. Tại đây, trưng bày nhiều hiện vật quan trọng, thể hiện quá trình ra đời, hoạt động chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ du kích Ngọc Trạo.
Những năm qua, các hiện vật tại nhà truyền thống không ngừng được gìn giữ và bổ sung thêm. Nơi đây trở thành địa điểm đón tiếp các đoàn khách tham quan, có phần quan trọng giúp nhân dân hiểu hơn về quá trình hình thành phát triển của chiến khu cũng như thân thế sự nghiệp của các chiến sĩ Ngọc Trạo anh hùng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Đại Thành được giao quản lý. Thì hiện năm 2022, huyện đã có chủ trương cho tu bổ, sửa chữa khu di tích chiến khu Ngọc Trạo, rồi đặc biệt là tu bổ cái đền thờ Tống Duy Tân. Hiện nay nó đang xuống cấp, mưa dột, và được ý kiến chỉ đạo của thường trực ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương kế hoạch để tu bổ sửa chữa cho năm 2022. Không chỉ có các di tích lịch sử cách mạng, Thạch Thành còn nổi tiếng với những di tích văn hóa tâm linh như di tích và thắng cảnh phố Cát đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 1999 và hàng chục công trình di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Ngoài cái nguồn ngân sách ra thì chúng tôi cũng tập trung là huy động kêu gọi cái nguồn xã hội hóa, nhất là cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trên địa bàn để đóng góp là chung tay để tạo cái nguồn kinh phí để vừa trùng tu tôn tạo vừa phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Những công trình này được huyện quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị. Việc Thạch Thành gìn giữ, phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử cách mạng không chỉ góp phần bảo tồn vốn văn hóa cổ truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong thúc đẩy du lịch, xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn hỗ trợ các cá nhân tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường bền vững, anh Nguyễn Viết Thanh và các cộng sự đã nghiên cứu thành công công trình xây dựng giải pháp phần mềm hệ sinh thái nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Giải pháp này đang mang lại những cách tiếp cận mới, khoa học hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp bền vững của bà con nông dân. Cuối năm 2020, anh Lê Ngọc Nam ở thôn Hạ Vũ 1, xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được tiếp cận và đăng ký sử dụng phần mềm hệ sinh thái nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Khi ứng dụng phần mềm này, anh Nam được cung cấp các thông tin về tính chất nông hóa, thổ nhưỡng, nhiệt độ, nhiễm mặn của đất để lựa chọn cây trồng phù hợp, đồng thời bổ sung các vi chất cần thiết nhằm trung hòa và cải tạo các loại đất, từ đó tạo được sự cân đối về dinh dưỡng cho từng loại cây trồng, tránh lãng phí các nguồn tài nguyên đất, nước, lạm dụng chất hóa học ảnh hưởng đến môi trường. Sau khi mà mình tìm hiểu về cái thổ nhưỡng đất này, nó thiếu những cái gì và nó cần phải bổ sung cái gì, thì từ đó như là mình sẽ áp dụng vào và mình đưa một số các cái chất và các cái loại dinh dưỡng mà cái thổ nhưỡng đất này nó chưa có, thì để là căn cứ vào đó để chúng ta bổ sung để làm sao bổ sung để cho tất cả các cái cây trồng, ngoài một số các cái cây chủ lực ra, một số các cái cây trồng khác thì nó cũng có sẽ là hấp thụ được, và nó cần cái gì chất dinh dưỡng nó đối với cái cây đó, nó phải cần cái chất đó thì nó mới phát triển được. Năm 2018, công trình xây dựng giải pháp phần mềm hệ sinh thái nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đã được tác giả Nguyễn Viết Thanh và các cộng sự hoàn thiện nền tảng. Hiện nay đang từng bước cập nhật mở rộng cơ sở dữ liệu. Hệ sinh thái này sẽ cung cấp cho người sử dụng một bách khoa thư số về nông nghiệp Việt Nam chạy trên môi trường Internet dưới dạng website làm nền tảng dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng, trong đó có quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên và môi trường, đặc biệt là quy hoạch nông nghiệp, nông hóa, thổ nhưỡng. Qua đó, giúp người sử dụng có đầy đủ thông tin, đưa ra những giải pháp canh tác phù hợp với các chỉ tiêu đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tránh lãng phí các nguồn tài nguyên. Với những tính năng ưu việt, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, công trình đã đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 12 năm 2020-2021, giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục các cái công tác hoàn thiện cái phần mềm để cho nó tối ưu hơn nữa cho người dùng. Để quảng bá cái phần mềm này trong nước thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái tập đoàn lớn như là Viettel hay là VNPT để cùng nhau xúc tiến để ứng dụng. Chúng tôi cũng đang phát triển một cái phần mềm nền tảng về đo kiểm môi trường không tập trung, thu gom cái rác thải nhựa ven sông biển. Những cái giải thưởng mà đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường, thì
chúng tôi rất chú ý trong phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục tuyên truyền về cái phổ cập về những cái nội dung chính của các cái công trình, các giải pháp đã đạt được và làm sao có thể tạo cái hiệu ứng rộng lớn trong cái ứng dụng để mà góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc số hóa dữ liệu tài nguyên đất, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp trên môi trường mạng góp phần quan trọng vào đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Hiện công trình đã và đang được triển khai ứng dụng trong thực tế tại một số đơn vị trong và ngoài tỉnh, mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị sử dụng. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.